giáo chủng ca ca, ta thật lạnh quá, lạnh quá. Mỗi lần giận công là ta lại nam nhân trong thiên hạ chẳng có kẻ nào tốt lành cả. Sư muội à, sao ngươi chẳng hiểu được lòng ta? Đại Yên còn chưa phục hưng, sao dám nghĩ đến tương tình nam nữ? Biểu ca là huynh sao? Duyên tương ngộ, tình tương tri, tâm tương thích. Tấu khúc tiếu ngạo giang hồ với ta nào. Thank you.
cùng tấu khúc tiếu ngạo giang hồ với ta nào. Lạnh quá, lạnh, lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Mỗi lần giận công là ta lại mau đưa máu tươi cho. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Mỗi lần giận công là ta lại thấy lạnh như cắt vào da thịt. Minh giáo ta chỉ vì hành vi cổ quái nên bị các phái chính đạo gọi là ma giáo. Có ai thấy độc cô cầu bại của ta đi đâu rồi không? Tại sao hắn lại phản bội ta? Lạnh quá, lạnh quá. Lão ăn bài đó, thứ nhất duyên tương ngộ, tình tương tri, tâm tương. Lão ăn bài đó, thứ nhất có người dài chiêu. Cùng tấu khúc tiếu ngạo giang hồ với ta nào. Tại sao hắn lại phản bội ta? Vui quá, vui quá. Minh Tùng, tại sao hắn lại phản bội ta?
nam nhân trong thiên hạ chẳng có kẻ nào tốt đành cả.